khoảng lặng, điểm sạc cuộc sống. Đã bao giờ bạn cảm thấy cuộc sống đưa bạn đi hết sự việc này đến sự vụ khác chưa? Đôi khi bạn đi vào một ngõ cụt không nhìn thấy lối ra. Đã bao giờ bạn thấy rằng bạn đã cố gắng rất nhiều mà thế giới đang quay lưng với mình không? Trong những khoảnh khắc khó khăn đó, phản ứng tự nhiên của chúng ta thường là gì? Cuộc sống giống như con đường, trên con đường ấy có biết bao con người, rất nhiều phương tiện tham gia giao thông, biết bao ngã rẽ, cần chúng ta xử lý, đưa ra quyết định. Nó cứ bắt chúng ta suy nghĩ, quyết định hoài. Lúc thuận lợi thì chúng ta hoan hỷ, lúc bế tắc thì chúng ta mệt mỏi, mà mệt mỏi nghĩ suy thì vô số kể. Đời sống hiện đại biến con người thành những diễn viên chuyên nghiệp, đối mặt với mối quan hệ tính toán và đôi khi đánh mất sự ấm áp của một trái tim chân thành. Giữa dòng đời xô bồ này, con người cần những khoảng lặng để sống chậm lại, để nhìn lại quá khứ và nhìn ra tương lai. Khoảng lặng chính là những phút giây ta tặng cho chính mình để được nghỉ ngơi sau những xô bồ, sân si của cuộc sống, thư giãn chiêm nghiệm về những cái đã qua, được sống trút bỏ những lo âu, là khoảng thời gian tái tạo nguồn năng lượng mới cho tương lai. Xã hội hiện đại ngày càng đặt con người vào nhiều mối quan hệ với vô vàn những áp lực. Thực tế cho thấy sự mệt mỏi thường không xuất phát từ công việc mà từ lo lắng, thất vọng và oán giận, Dale Carnegie. Điều này cũng dễ hiểu bởi có nhiều người dù không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền nhưng tâm hồn lại chẳng thể an yên. Áp lực vô hình từ cuộc sống khiến họ rơi vào trạng thái mất cân bằng, mất kiểm soát, stress là trầm cảm. Lúc này những khoảng lặng với họ là vô cùng cần thiết. Thêm một chiếc lá rụng, thế là thành mùa thu. Thêm một tiếng chim gù, thành ban mai tinh khiết. Khoảng lặng giúp mỗi người có một không gian riêng để sống chậm, để lắng nghe, cảm nhận, thấu hiểu hơn về bản thân, về cuộc sống quanh mình. Từ đó giúp ta nhận ra giá trị của những điều tưởng như bình thường, nhỏ nhặt, lại chính là những mảnh ghép không thể thiếu để làm nên hạnh phúc. Một khoảng lặng cho riêng mình đơn giản chỉ là để ngắm chiếc lá rơi nghiêng ngoài thềm, là lắng nghe tiếng chim hót sau nhà, là ngắm nhìn nụ cười hồn nhiên nơi con trẻ. Khoảng lặng cho riêng mình đôi khi là để hoài niệm, khắc khoải nhớ về dáng mẹ, tảo tần khuya sớm nơi quê nhà, một kỷ niệm thời thơ ấu, hay mái trường, thầy cô. Những khoảng lặng ấy đều không thể thiếu trong cuộc sống mỗi người. Khoảng lặng cũng như điểm tựa, nơi mỗi người được sống thực với những tình cảm tốt đẹp, yêu thương, vị tha, nhân ái. Nơi mỗi người sẽ không ngừng nỗ lực hoàn thiện nhân cách bản thân mình. Đời người không giống như một cỗ máy được lập trình sẵn, chỉ cần nhấn nút, cứ thế vận hành. Cũng không phải là đoạn đường thẳng, nối điểm xuất phát đến vạch đích mà không gặp bất kỳ khúc cua, ngã rẽ nào. Con người, ai cũng sẽ phải trải qua sự va vấp, thất bại, khổ đau. Những khi như thế, một khoảng lặng đủ giúp ta tự chữa lành vết thương, giúp ta bình tâm, điều chỉnh bản thân mình và tiếp tục hành trình sống một cách bản lĩnh, vững vàng. Khoảng lặng cũng là cách để mỗi người tạm ngắt kết nối với thế giới phẳng của thời đại công nghệ số, với những vòng xoáy hỗn độn của thế giới ảo, Facebook, Zalo, game. Con người thay vì tự biến mình thành nô lệ của máy tính, điện thoại, sẽ dành thời gian di dưỡng tâm hồn mình, những khoảnh khắc tĩnh lặng, bởi đó là lúc chúng ta kết nối sâu sắc nhất với chính mình và với vũ trụ. Đừng hiểu khoảng lặng là sống an phận, buông xuôi, chấp nhận thất bại, mất đi ý chí. Mà nên hiểu là những khoảng tĩnh nên xuất hiện mỗi ngày, dù rất ngắn, nhưng sẽ khơi dậy trong tâm hồn mỗi người sự bình yên. Cũng là cách để chúng ta yêu thương và giữ lấy yêu thương cho mình. Khoảng lặng không phải là sự vắng mặt của âm thanh, mà là sự hiện diện của chính mình. Ngồi yên lặng, ngắm nhìn đời, những suy tư nhẹ nhàng trôi, tìm về chính mình, nơi sâu thẳm, một thế giới yên bình thôi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, chúc quý vị sức khỏe, an nhiên. Đừng quên like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ các video tiếp theo.